Xin chào, một vạn bí mật rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tiểu sử của một cô gái rất đáng yêu, được nhiều người biết đến rộng rãi qua vai diễn Trà Long trong Mắt Biếc, và gần đây là sự tham gia của cô nàng trong chương trình Sao Nhập Ngũ. Nói đến đây chắc hẳn nhiều bạn đã đoán ra rồi nhỉ, đó chính là Khánh Vân. Profile của cô nàng như sau: tên thật Đỗ Khánh Vân, ngày sinh 30 tháng 9 năm 1995, quê quán ở Đắk Lắk, chiều cao 1m55, học vấn, chuyên ngành thiết kế thời trang tại trường Đại học Quốc tế ADS International Design Art Center. Cung hoàng đạo là Thiên Bình. Hiện tại, Facebook và Instagram của cô nàng có hơn 700.000 lượt follow. Ngoài ra, cộng đồng mạng còn đặt cho cô nickname ưu ái là Hot Girl Má Lúm hay Hot Girl Phố Núi. Về gia đình Khánh Vân gồm có 4 người. Bố cô năm nay 61 tuổi, là một thợ mỹ nghệ đồ gỗ và viết thư pháp. Mẹ của Vân năm nay 50 tuổi, là một thợ làm tóc và make up. Vân còn có một cậu em trai năm nay 20 tuổi. Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng bố mẹ không bao giờ để tôi thiếu thốn bất kỳ điều gì hoặc thua kém một ai. Tôi được bố mẹ nuôi nấng, chăm sóc và lớn lên như một công chúa thực sự. Gia đình tôi mặc dù không giàu có về vật chất, nhưng về tình cảm tôi có thể tự cao mà vỗ ngực rằng trên đời này gia đình tôi hạnh phúc số 2 thì không ai số 1. Về sự nghiệp diễn xuất, được biết đến với vai diễn Trà Long trong tác phẩm điện ảnh Mắt Biếc, được chuyển thể từ chuyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trước đó Khánh Vân đã bắt đầu nổi tiếng trên Instagram qua những bức ảnh tự sướng xinh xắn. Bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, cô có tham gia một số tác phẩm như Xỉu Nhi, Biệt Đội Bi Tu, OK Viện. Sở hữu một gương mặt tươi tắn với mái tóc dài xoăn bồng bềnh, điểm cộng là đôi má lúm, cô đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả bằng lối diễn xuất tự nhiên, chân thật cùng nụ cười hồn nhiên tỏa nắng. Bên cạnh đóng phim, cô còn tham gia đóng một số các MV ca nhạc đình đám như Khóc Cùng Em của Mr. Siro, Là Một Thằng Con Trai của Jack. Khánh Vân trong Sao Nhập Ngũ. Sao Nhập Ngũ 2020 đang là chương trình thu hút nhiều sự chú ý của khán giả với sự tham gia của 6 cô nàng: Diệu Nhi, Nam Thư, Hậu Hoàng, Kỳ Duyên, Khánh Vân và Dương Hoàng Yến. Cô nàng gây chú ý bởi giọng nói dễ thương, gương mặt xinh xắn, vui vẻ của mình. Mặc dù bị cộng đồng mạng ý kiến về tính cách của mình, nhưng cô nàng vẫn thẳng thắn thừa nhận và khẳng định là do ảnh hưởng của thói quen ở nhà được ba mẹ cưng chiều nên mới bánh bèo như vậy. Trên đây là một số thông tin của Khánh Vân mà một vạn bí mật muốn gửi tới các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.